sợ chưa? Đó. Xin giới thiệu mọi người, đây là con sâu gióm nha. Đó, con này rất là ngứa. Mình chạm vào lông của nó thì ngứa lắm, sần hết cả người lên đấy. Kinh nhá. Sâu gióm. Đấy. Và đây là mình lật ngửa lên cho mọi người xem nhé. Chân của nó nhìn cái mồm nó kìa, sợ không? Chân chân nó bò nhanh lắm, trông cái tôi là nhanh lắm. Bao nhiêu cái chân đấy. Nhìn lông lá sushi. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình và để theo dõi những video động vật quanh ta của mình nhé. Và xin chân thành và hẹn mọi người với những video sau nha. Xin chào tạm biệt ạ.